Đánh giá Ngô Đình Nhu, nhà lưu trữ tư liệu lịch sử Việt Nam với công trạng đáng ghi nhận từ năm 1938 đến năm 1946. Từ trước tới nay, chúng ta chỉ biết đến nhân vật Ngô Đình Nhu với những hoạt động của ông trong lĩnh vực chính trị. Cuộc đảo chính cuối năm 1963 ở miền Nam Việt Nam đã chấm dứt chế độ gia đình trị của anh em nhà họ Ngô. Đã có nhiều bài phóng sự, nghiên cứu, sách, phim, truyền hình của một số tác giả Việt Nam và nước ngoài lột tả nhân vật này dưới vai trò của một cố vấn chính trị. Nhưng ngoài vai trò đó, rất ít người biết rằng Ngô Đình Nhu còn là một trong số rất ít người Việt Nam tốt nghiệp tại một trường danh tiếng của Pháp chuyên đào tạo các lưu trữ viên cổ tự. Đó chính là trường Cổ tự học quốc gia. Cái tên Ngô Đình Nhu vẫn còn gắn với lịch sử lưu trữ Việt Nam đến tận hôm nay. Trong khuôn viên đẹp đẽ, sang trọng của Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 4 tại thành phố Đà Lạt có một biệt thự sang trọng hiện đang dùng làm kho lưu trữ trung chuyển. Đó chính là ngôi biệt thự nghỉ cuối tuần của hai vợ chồng Ngô Đình Nhu và Trần Lệ Xuân thuở nào. Lịch sử sẽ đánh giá đầy đủ hơn với Ngô Đình Nhu với tư cách là một người hoạt động chính trị. Còn trong bài này, chúng tôi chỉ xin được cung cấp một số thông tin về Ngô Đình Nhu qua những hoạt động của ông trong lĩnh vực lưu trữ của Việt Nam, thời kỳ từ năm 1938 đến năm 1946. Ngô Đình Nhu sinh ngày 7 tháng 10 năm 1910 tại xã Phước Qua, Tổng Cự Chánh, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên, nhưng nguyên quán ở làng Đại Phong, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, trong một gia đình quan lại theo đạo Thiên Chúa. Về nguồn gốc gia đình, theo một số ghi chép, gia đình Ngô Đình Nhu vốn thuộc hàng bần dân trong xã hội phong kiến Việt Nam, kiêm sống bằng nghề trài lưới. Đến đời cha của Ngô Đình Nhu, tức là ông Ngô Đình Khả, thời điểm thực dân Pháp đã hoàn thành Bình Định, tỉnh Quảng Bình. Ngô Đình Khả được các giáo sĩ cho đi học chữ Hán và chữ Pháp tại một trường dòng, rồi được đi học ở Tổng Chủng Viện của dòng Thừa Sai Paris tại đảo Polo Pinang, Mã Lai. Sau đó được người Pháp đưa trở về nước và cho làm thông ngôn ở tòa khâm xứ Huế, rồi dần trở thành quan lại trong triều đình phong kiến An Nam. Năm 1885, Ngô Đình Khả được quân Pháp và triều đình An Nam cử giữ chức An Phủ Sứ ở Quảng Bình, chuyên lo việc Bình Định và Chiêu An dưới quyền điều khiển của Đại tá Pháp Duvillier, ủy viên chính phủ vùng Bắc Xứ Trung Kỳ. Dưới thời vua Thành Thái, với nhiều công trạng trong việc đàn áp các cuộc nổi dậy chống Pháp ở tỉnh Quảng Bình, đặc biệt là phong trào Cần Vương với sự kiện đào mả lấy xác cụ Phan trộn thuốc súng, bỏ vào súng thần công, bắn xuống dòng sông Lam, Ngô Đình Khả được cả Pháp và triều đình Huế trọng dụng, xếp vào hàng cận thần, sau làm đến quan thượng thư bên cạnh vua Thành Thái mới về hưu. Kế tục sự nghiệp của người cha, các anh của Ngô Đình Nhu là Ngô Đình Khôi và Ngô Đình Diệm đều trở thành những vị quan lớn trong triều đình phong kiến. Ngô Đình Khôi làm Tổng đốc Quảng Nam, Ngô Đình Diệm làm đến Thượng Thư Bộ Lại. Còn người anh cả Ngô Đình Thục thì trở thành Giám mục Vĩnh Long vào năm 1942. Riêng Ngô Đình Nhu sau những năm tháng chịu giáo dưỡng của gia đình và giáo hội ở Huế, đầu những năm 30 của thế kỷ 20 được đưa sang Pháp du học tại trường Đại học Văn Khoa và trường Ngôn ngữ Phương Đông. Ông thi đỗ vào trường Cổ tự học quốc gia vào năm 1935, và tốt nghiệp vào năm 1938 với luận văn về lịch sử Việt Nam lần đầu tiên được bảo vệ tại Pháp có nhan đề Phong tục và tập quán của người Bắc Kỳ từ thế kỷ thứ 17 đến thế kỷ 18 theo các du khách và các nhà truyền giáo. Luận văn của Ngô Đình Nhu đã gây được sự chú ý của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Quốc gia Pháp và vì thế ông đã được nhận giải thưởng xuất sắc. Trở về Việt Nam với hai bằng lưu trữ cổ tự và cử nhân khoa học, Ngô Đình Nhu được bổ nhiệm lưu trữ viên cổ tự tại Sở Lưu trữ và Thư viện Đông Dương ở Hà Nội. Ngay trong năm làm việc đầu tiên với chức danh quản thủ viên phó hạng 3, Ngô Đình Nhu đã được Giám đốc Paul Baudet đánh giá là một lưu trữ viên cổ tự trẻ đầy triển vọng. Chỉ trong một thời gian ngắn làm việc ở Hà Nội, từ tháng 12 năm 1938 đến giữa năm 1942, Ngô Đình Nhu đã chứng tỏ năng lực của mình trong việc cộng tác với Paul Baudet và Remy Bogiot, phó giám đốc biên soạn và xuất bản các tập 2, 3, 4 của bộ Đông Dương Pháp chế toàn tập. Ngoài ra, Ngô Đình Nhu còn được Paul Baudet giao trách nhiệm chính trong việc chuẩn bị tài liệu để tham gia các cuộc triển lãm được tổ chức tại Hà Nội và tại Huế. Không chỉ được nhận xét là một công chức trẻ có giá trị nhất, hội tụ những đức tính kiên quyết và thẳng thắn, có văn hóa rộng và một khả năng nghề nghiệp hoàn hảo, Ngô Đình Nhu còn được đánh giá là bằng chứng của một học thuyết uyên bác, một sự hoạt động không mệt mỏi. Và ông đã trở thành một cộng sự quý báu của Paul Baudet.
Niềm đam mê trong công tác chuyên môn, năng lực làm việc và sự cộng tác có hiệu quả của Ngô Đình Nhu đã làm sống lại trong Paul Baudet niềm tin vào kế hoạch sắp xếp lại tài liệu các vương triều phong kiến Việt Nam mà Paul Baudet đã từng theo đuổi ngay từ những ngày đầu tiên khi đặt chân đến Đông Dương. Cũng là một lưu trữ viên cổ tự tốt nghiệp tại trường cổ tự học quốc gia Paris như Ngô Đình Nhu, Paul Baudet rất coi trọng các nguồn sử liệu và biện pháp bảo quản chúng. Năm 1906, lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy Tổng đốc và các viên chức bản xứ ở các tỉnh miền Trung đem tài liệu lưu trữ, trong đó có cả tài liệu của những năm Minh Mệnh thứ nhất ra phơi nắng to để chống ẩm và đuổi côn trùng. Paul Baudet đã đặc biệt quan tâm đến nguồn tài liệu vô cùng quý giá, đang ở trong tình trạng không được bảo quản theo đúng phương pháp khoa học. Ngay từ thời gian đó, Paul Baudet đã muốn tiếp cận và áp dụng phương pháp phân loại của phương Tây với nguồn tài liệu này, nhằm làm cho chúng được khai thác, nghiên cứu và được sử dụng một cách có ích nhất. Sau nhiều năm cố gắng mà không có kết quả, mãi cho đến năm 1942, trải qua gần 5 năm cộng tác và chứng kiến khả năng đích thực của Ngô Đình Nhu, Paul Baudet một lần nữa lại quyết tâm thực hiện mục đích của mình. Tháng 9 năm 1942, mặc dù đầy nuối tiếc nhưng Paul Baudet vẫn phải gửi Ngô Đình Nhu vào Huế để thành lập một tổ chức lưu trữ và thư viện ở Huế và tổ chức lại tài liệu của chính phủ Nam Triều, vì Paul Baudet cho rằng đây là một sự nghiệp cần thiết và hiển hách. Tuy chính thức trở về Huế vào tháng 9 năm 1942, nhưng trên thực tế, ngay từ tháng 2 năm 1942, Ngô Đình Nhu đã thống nhất với ông Trần Văn Lý, đồng lý ngự tiền văn phòng của triều đình, một kế hoạch nhằm cứu châu bản đang được cất giữ ở nội các ra khỏi tình trạng bị hư hỏng nặng do không có người chăm sóc. Bản tấu của ông Trần Văn Lý xin đưa ra tất cả tài liệu trong nội các ra viện văn hóa để có nhân viên chuyên trách trông nom và xin đề nghị tổ chức một hội đồng để chỉnh đốn đã được vua Bảo Đại chuẩn y. Hội đồng này do Ngô Đình Nhu làm chủ tịch, làm việc theo một phương pháp thống nhất, kiểm tra châu bản, chia ra từng loại, sắp xếp theo thứ tự thời gian rồi đóng thành từng tập có tiêu đề rõ ràng. Trở thành quản thủ viên của cơ quan lưu trữ và thư viện Trung Kỳ ở Huế từ ngày 1 tháng 1 năm 1943, Ngô Đình Nhu bắt đầu sự nghiệp mới của mình với không ít khó khăn. Chính trong thời gian thử thách với hai nhiệm vụ nặng nề này, Ngô Đình Nhu lại một lần nữa chứng tỏ bản lĩnh của một người có học thức, một công chức đặc biệt với phong cách làm việc đầy nghị lực, đầy năng động. Ngày 29 tháng 3 năm 1943, Nghị định tổ chức lại Cơ quan Lưu trữ và Thư viện của Chính phủ Bảo hộ và Chính phủ Nam Triều do Paul Baudet chuẩn bị đã được toàn quyền Đông Dương ký ban hành. Nghị định quy định, Lưu trữ và Thư viện của Chính phủ An Nam được đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp về mặt hành chính của Bộ Quốc gia Giáo dục và dưới sự kiểm soát về mặt kỹ thuật của quản thủ viên Lưu trữ và Thư viện. Người được giao nhiệm vụ làm cố vấn cho chính phủ nhà vua trong mọi lĩnh vực có liên quan đến tài liệu lưu trữ và thư viện. Nhiệm vụ của cố vấn, quản thủ viên này được giao cho Ngô Đình Nhu. Theo các điều 3 và 4 của dụ số 61, ngày 11 tháng 7 năm Bảo Đại thứ 18, tức ngày 11 tháng 8 năm 1943, do vua Bảo Đại ký về thành lập tổ chức lưu trữ và thư viện của chính phủ An Nam. Và ngày 29 tháng 4 năm 1943, sau hôn lễ với Trần Lệ Xuân, Ngô Đình Nhu bắt đầu cuộc sống mới tại nhà số 19, đường Alexander, Huế. Trong thời gian 3 năm từ năm 1942 đến 1944, với vai trò Chủ tịch Hội đồng Cứu Nguy Châu Bản và Cố vấn Kỹ thuật, Ngô Đình Nhu đã đóng góp một phần quan trọng vào việc tập trung tài liệu của năm nguồn: Quốc Sử Quán, Tàng Thư Lâu, Nội Các, Viện Cơ Mật trước đây và Thư viện Bảo Đại vào Cơ quan Lưu trữ và Thư viện của Chính phủ Nam Triều. Riêng đối với số châu bản ở nội các, sau gần 2 năm làm việc dưới sự chỉ đạo của Ngô Đình Nhu, hội đồng đã làm ra được 3 bản thống kê bằng chữ Hán và Việt, một bản dâng ngự lãm, một bản lưu hồ sơ và một bản gửi cho Viện Văn hóa. Từ đó, hội đồng đã xin Khâm Thiên Giám chọn ngày tốt để cung nghênh châu bản ra Viện Văn hóa. Tất cả châu bản sau khi thống kê đều được lưu trữ trên những kệ sách mới và sắp đặt rất có thứ tự. Vô cùng hài lòng với những kết quả to lớn đó, Paul Baudet đã đánh giá Ngô Đình Nhu là một cộng sự hạng nhất. Vì theo Paul Baudet, Ngô Đình Nhu đã hội tụ được cùng một lúc văn hóa truyền thống không thể thiếu trong vai trò của một quản thủ viên lưu trữ Hoàng Triều và một khả năng hoàn hảo về nghề nghiệp nhờ có học thức uyên bác và vững chắc do tổ chức lưu trữ và thư viện An Nam và lưu trữ của Hoàng Triều. Thật đáng tiếc là công việc đang tiến hành với kết quả ban đầu khả quan như thế thì xảy ra một cuộc đảo chính Nhật-Pháp.
ngày 9 tháng 3 năm 1945. Rồi chiến tranh kéo dài. Bao nhiêu tài liệu lưu trữ của Hoàng Triều đã bị mất, bị hỏng do thiếu người chăm sóc. Theo tục truyền, có rất nhiều châu bản được bày bán công khai tại các chợ Đông Ba, Bao Vinh, Nam Phổ, Sam. Vì vậy, một phần lớn châu bản đã bị mất hẳn, không thể nào tìm lại được. Sau khi Nhật đảo chính Pháp, Sở Lưu trữ và Thư viện Đông Dương đã có một sự thay đổi lớn về tổ chức. Bắt đầu từ ngày 18 tháng 4 năm 1945, bằng việc thải hồi các nhân viên người Pháp, theo đề nghị của giáo sư Scudo, giám đốc mới của Sở Lưu trữ và Thư viện Đông Dương. Toàn quyền Đông Dương là Yu Chi đã bổ nhiệm Ngô Đình Nhu làm phó giám đốc của Sở. Sau đó Ngô Đình Nhu đã tới Hà Nội và đã có 3 tuần gặp gỡ với giáo sư Scudo trong cương vị mới. Ngày 31 tháng 7 năm 1945, được sự đồng ý của Kudo, Ngô Đình Nhu đã quay trở lại Huế để tiếp tục công việc ở Viện Văn hóa. Cách mạng tháng 8 thành công, chính quyền cách mạng được thành lập. Ngay từ những ngày đầu tiên, lưu trữ và thư viện đã được chính quyền cách mạng quan tâm. Ngày 8 tháng 9 năm 1945, nghĩa là chỉ có 6 ngày sau khi Việt Nam tổ chức lễ tuyên bố độc lập ở quảng trường Ba Đình lịch sử, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ Nguyên Giáp đã thay mặt Chủ tịch Chính phủ lâm thời ký 2 sắc lệnh có liên quan đến thư viện và lưu trữ. Sắc lệnh thứ nhất sáp nhập các thư viện công, trong đó có thư viện Pierre Pasquier trực thuộc Sở Lưu trữ và Thư viện Đông Dương và một số cơ quan văn hóa khác vào Bộ Quốc gia Giáo dục. Sắc lệnh tiếp theo cử ông Ngô Đình Nhu làm giám đốc nhà lưu trữ công văn và thư viện toàn quốc. Sắc lệnh này thể hiện chính sách trọng dụng nhân tài của chính quyền cách mạng Việt Nam. Song đây cũng là thời điểm Ngô Đình Nhu chuyển hướng từ hoạt động trí tuệ thuần túy sang hoạt động chính trị. Khước từ trách nhiệm của một nhà trí thức trước vận mệnh của đất nước, từ bỏ chức vụ giám đốc nhà lưu trữ công văn và thư viện toàn quốc, Ngô Đình Nhu tập hợp lực lượng ra mặt chống phá cách mạng. Có một điều đáng tiếc là vì thiếu tài liệu, chúng ta đã không thể biết rõ quá trình chuyển đổi của Ngô Đình Nhu từ vai trò cố vấn kỹ thuật về lưu trữ thư viện sang vai trò cố vấn chính trị như thế nào. Nhưng rõ ràng là bằng những công việc cụ thể được đề cập tới trong bài này, Ngô Đình Nhu đã để lại một dấu ấn không nhỏ trong lịch sử lưu trữ Việt Nam, thời kỳ từ năm 1938 đến năm 1946, đặc biệt đối với sự sống còn của tài liệu châu bản Triều Nguyễn vô giá của chúng ta.